quý vị và các bạn đang đến với bản tin 60 giây ngày 10 tháng 3 năm 2022. Bản tin của chúng tôi hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Các chuyên gia dự báo giá xăng dầu ở phiên điều chỉnh sáng ngày mai 11 tháng 3 có thể tăng 3 đến 4.000 đồng một lít. Đây sẽ là lần thứ 7 liên tiếp giá xăng trong nước tăng. Việc giá xăng vượt trên 30.000 đồng một lít sẽ khiến cộng đồng doanh nghiệp đứng ngồi không yên. Nếu không có giải pháp thuế kịp thời và đủ lớn để kìm bớt đà tăng giá xăng dầu, nền kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vừa tăng giá vé, cước vận tải hàng hóa lên 5%, nhưng nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng nếu như giá xăng, dầu tiếp tục tăng nữa. So với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu đang chênh lệch 8.000 đồng trên 1 lít. Nhiều doanh nghiệp vận tải cũng điều chỉnh giá cước dịch vụ do giá xăng, dầu tăng cao. Hiện tại các đơn vị như Grab Việt Nam tăng giá Grab Car 4 chỗ thêm 2.000 đồng trên 1 km lên mức 29.000 đồng cho 2 km đầu tiên, mỗi km tiếp theo là 10.000 đồng. Grab Car 7 chỗ là 34.000 đồng cho 2 km đầu tiên và giá cước mỗi km tiếp theo là 13.000 đồng. Trung tâm Y tế Đại học Maryland, Mỹ cho biết người đàn ông 57 tuổi ở Maryland đã tử vong sau một thời gian cấy ghép tim lợn biến đổi gen đầu tiên trên thế giới. Theo kênh CNN, ông David Bennett qua đời vào ngày 8 tháng 3 sau khi tình trạng sức khỏe bắt đầu xấu đi vài ngày trước. Ông đã được chăm sóc giảm nhẹ và có thể nói chuyện với gia đình trong những giờ cuối cùng của cuộc đời. Bác sĩ Bailey Kiffitt, người đã cấy ghép tim lợn cho ông Bennett tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland, cho biết trong một tuyên bố, hàng triệu người trên thế giới đã biết đến ông Bennett nhờ lòng dũng cảm và ý chí sống kiên cường. Ông Bennett mắc bệnh tim vào giai đoạn cuối và đã được cấy ghép tim lợn vào ngày 7 tháng 1. Ông Bennett không đủ điều kiện để cấy ghép tim thông thường hoặc dùng máy bơm tim. Cấy ghép tim lợn là giải pháp duy nhất vào thời điểm đó. Tờ Wall cho biết người đứng đầu của đội bóng nhà giàu nước Pháp đã rất tức giận với các quyết định của tổ trọng tài điều khiển lượt về vòng 16 đội Champions League Real Madrid với PSG. Trận đấu do tổ trọng tài Hà Lan làm nhiệm vụ do vua áo đen Danny McAuley bắt chính. Theo báo cáo của tổ trọng tài, chủ tịch Nasser O'Khelaifi đã xông vào phòng thay đồ của những người cầm cân nảy mực trận đấu, phá các thiết bị để trút cơn giận PSG khỏi Real Madrid, hất văng khỏi cúp C1. Mbappé sau phong độ chói sáng ở lượt đi tiếp tục ghi bàn PSG vượt lên dẫn tổng 2-0. Nhưng hat-trick của Benzema trong phút 17 ở hiệp 2 đã biến đội bóng Paris thành hạng sàng ở cúp C1. Messi cũng chẳng làm ăn được gì. Ứng cử viên Jun Suk-yeol của Đảng Sức mạnh Quốc dân đối lập chính đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 ở Hàn Quốc. Với 98,1% số phiếu được kiểm, ông Jun Suk-yeol đã giành được 48,6% số phiếu ủng hộ so với mức 47,8% của ứng cử viên Lee Jong-moon thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền. Chiến thắng của ông Jun là vô cùng xít sao bởi khoảng cách chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ là 0,8%. Ông Lee Jong-moon đã tổ chức họp báo tại trụ sở đảng DP và phát biểu chấp nhận kết quả bầu cử, chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên Jun Suk-yeol. Ứng cử viên Lee Jong-moon đồng thời xin lỗi và gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ, cho rằng bản thân ông đã làm hết sức mình, song không đáp ứng được kỳ vọng. Vào lúc 6 giờ 10 phút sáng ngày 10 tháng 3, chuyến bay QH9066 chở 300 người Việt tại Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng khởi hành từ sân bay Warsaw, Ba Lan. Các hành khách phần lớn là các đối tượng yếu thế như phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền. Đặc biệt, gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ em. Đây là những người Việt đầu tiên tại Ukraine sơ tán qua Ba Lan trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine. Ba Lan là nơi tiếp nhận đông người Việt nhất chạy nạn từ vùng chiến sự Ukraine, với số lượng hiện tại gần 2.500 người và vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Trực tiếp tham gia chỉ đạo trên chuyến bay, ông Trương Phương Thành, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho hay, hãng đang nghiên cứu và chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng các phương án để khai thác chuyến bay này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!